Các nhà sư Phật giáo biểu tình phản đối các vụ giết người tại Bangladesh, tin từ Bodhgaya. Các tu sĩ Phật giáo đã tổ chức một buổi đốt nến cầu nguyện trong thị trấn Bồ Đề Đạo Tràng thuộc tiểu bang Bihar ở phía đông của Ấn Độ vào tối hôm qua để tưởng niệm những người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các ngôi chùa Phật giáo tại Bangladesh do hàng ngàn người Hồi giáo thực hiện. Bangladesh đã cáo buộc người Hồi giáo Rohingya tị nạn đến từ Miến Điện đã gây ra bạo lực, đập phá các ngôi chùa và các ngôi nhà ở phía đông nam sau khi có một bức ảnh được đăng trên Facebook mà họ cho là đã xúc phạm Hồi giáo. Và hôm thứ Bảy, những người biểu tình Hồi giáo đã đụng độ với cảnh sát trong các khu vực của người Phật giáo gần biên giới Bangladesh. Họ đã phóng hỏa, đốt cháy hơn 10 ngôi chùa và tu viện và ít nhất 50 ngôi nhà. Nhiều tài sản đã bị cướp phá, trong đó có các bức tượng của Đức Phật. Cảnh sát cho biết, bạo động đã lan rộng đến hải cảng Chittagong, nơi ít nhất có 2 ngôi đền bị phá hoại. Nhưng cảnh sát đã đẩy lui được những kẻ tấn công và thắt chặt an ninh xung quanh khu vực Phật giáo. Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ gần 170 người bị nghi ngờ đã tham dự trong các vụ phá hoại và một cuộc điều tra về các vụ bạo động đang được tiến hành.